13 mẹo tâm lý luôn luôn hiệu quả trong giao tiếp. 1. Nếu bạn nhận được câu trả lời không thỏa đáng, ví dụ, người đối diện bỏ lửng câu nói hoặc có vẻ đang nói dối, đừng hỏi lại, thay vào đó, hãy đơn giản là im lặng nhìn sâu vào mắt họ, việc làm tạo cảm giác họ đang bị dồn vào chân tường và buộc phải nói tiếp suy nghĩ của mình. 2. Nếu có ai đó lớn tiếng với bạn, hãy cố gắng hết sức giữ bình tĩnh và hoàn toàn không phản ứng lại. Thường những người to tiếng sẽ cảm thấy tức giận, và sự im lặng chịu đựng của bạn có thể làm họ tức khí hơn, nhưng chắc chắn sẽ nhanh chóng dịu bớt. Tiếp theo họ sẽ cư xử đúng mực hơn, bởi lúc này họ bắt đầu cảm thấy áy náy vì sự nóng giận quá đáng của mình. Thông thường, người quát nạt bạn sẽ là người muốn được bạn tha thứ đấy. 3. Nếu bạn biết rằng một người sắp chỉ trích bạn, đánh giá không tốt hoặc đổ lỗi cho bạn, ngay lúc ấy, hãy thu hết can đảm để đứng hoặc ngồi kế bạn họ. Trong trường hợp này, khả năng rất cao là họ sẽ bớt nhận xét tiêu cực về bạn hơn là nếu bạn ở xa họ. 4. Việc ăn luôn kéo theo cảm giác yên bình và an toàn. Đó là lý do nhiều người thích ăn tại nhà, trong không gian quen thuộc và yên ổn. Do vậy, khi bạn cảm thấy quá lo lắng, hãy nhai kẹo cao su. Việc này sẽ giúp đánh lừa não bộ của bạn rằng bạn đang ăn và chẳng có gì phải lo lắng, và sau đó bạn sẽ dần cảm thấy thư giãn và tự tin hơn. 5. Một phương pháp không mới nhưng hiệu nghiệm thường được sinh viên dùng trong các kỳ thi. Họ tưởng tượng rằng giảng viên là người bạn tốt và rất thân của họ, nhờ đó họ cảm thấy bình tĩnh hơn và giúp họ dễ tìm ra đáp án đúng hơn. Phương pháp này cũng hiệu nghiệm trong những tình huống khác nữa, hãy thử áp dụng trước buổi phỏng vấn tuyển dụng quan trọng xem. 6. Nếu tất cả mọi người trong một nhóm đều cười cùng lúc, mọi người sẽ theo bản năng quay sang nhìn người mà họ thích nhất hoặc người mà họ muốn kết thân. Do đó, hãy quan sát ánh mắt của mọi người sau khi kể một câu chuyện cười thú vị, bạn sẽ nhận ra được nhiều điều đấy. 7. Khi gặp ai đó, hãy tỏ ra vui vẻ hơn bình thường, ví dụ như cười thật tươi, thật chân thành hoặc gọi tên họ thật nồng ấm. Dần dần, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thực sự quý mến người đó hơn và niềm vui mỗi khi gặp họ cũng sẽ trở nên thật hơn. Tám. Nếu công việc của bạn gắn liền với những người khác, bạn hoàn toàn có thể buộc họ ứng xử lịch sự và nhẹ nhàng hơn. Hãy đặt một tấm gương ngay sau bàn làm việc, sao cho người đối thoại với bạn sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh họ trong gương. Lúc nào cũng vậy, con người ta thường muốn mình trông tốt nhất trong gương, chứ không phải hung hăng hay gian xảo. Do vậy, chắc chắn họ sẽ mỉm cười với bạn nhiều hơn đấy. 9. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của một người nào đó, hãy nhìn chằm chằm vào một vật ngay sau vai của họ. Một khi bạn đã khiến họ để ý một chút, ngay lập tức nhẹ nhàng nhìn vào mắt họ và mỉm cười. Hiệu quả không ngờ đấy nhé. 10. Để tranh thủ được cảm tình của một người trong lần đầu tiên gặp gỡ, hãy thử xác định màu mắt của họ. Đôi mắt muôn là cánh cửa đến với tâm hồn mà phải không? 11. Trước tiên, hãy nói quá khi đưa ra bất cứ yêu cầu hay điều khoản ràng buộc nào. Thông thường, người ta sẽ không chấp nhận và từ chối. Tuy nhiên, sau đó họ sẽ chấp nhận yêu cầu hoặc điều khoản thật sự mà bạn muốn đưa ra. Còn người ta vẫn hay chịu nhượng bộ ở những yêu cầu nhỏ hơn nếu như trước đó họ đã từ chối những yêu cầu lớn hơn. 12. Con người thường bị thu hút bởi những người tự tin vào chính họ và hành động của họ. Thế nên hãy chứng tỏ rằng bạn biết rất rõ mình đang nói gì, cho dù không thật sự như vậy. 13. Sự biểu đạt của chúng ta thường gắn liền với cảm xúc. Chúng ta nhướng mày khi thấy xúc động và liếc mắt khi khóc. Ngược lại, biểu hiện trên gương mặt cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc. Bạn hãy thử làm một gương mặt đang khóc xem. Sau một hồi có vẻ như nước mắt bạn đang sắp rơi thật đấy. Hãy tận dụng khả năng này bằng cách mỉm cười. Mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, và bạn sẽ thấy nụ cười của mình ngày càng chân thành hơn.